Phần trước, chúng ta đã tìm hiểu được phần 3.1.2, đa dạng phân loại các taxon hệ thực vật. Ở phần 3.1.2.1 là đa dạng về mức độ ngành của hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Qua bảng 3.1 cho thấy sự phân bố của các taxon hệ thực vật ngành hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa khá phong phú và đa dạng. Cắt chưa? Ở đây sẽ là bảng 3.2 là so sánh tỷ lệ phần trăm số loài hệ thực vật của khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa với hệ thực vật Việt Nam. Sự phân bố không đều nhau của các taxon không thể không chỉ được thể hiện trong ngành số loài trên một diện tích mà còn được thể hiện ngay cả trong các lớp của các ngành ngọc lam. Đây là ngành có số lượng loài nhiều nhất trong các ngành chăn nuôi của thực vật. Theo sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến bảng 3.8 là thống kê các dạng sống của các loài trong hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Phân tích kỹ hơn về nhóm cây chồi trên, gồm những cây gỗ, cây bụi hay cây leo, kể cả cây bì sinh, ký sinh và bán ký sinh. Quả chồi cách mặt đất từ 25 cm trở lên được gọi là cây xương sống của một hệ thực vật nhiệt đới. Tác giả nhận được kết quả thể hiện ở hình bảng 3.9. Sau đây là bảng 3.9. Thống kê các dạng sống của các loài thuộc nhóm cây chồi trên. Từ kết quả thu được trong bảng 3.9, tác giả lập phổ dạng sống cho nhóm cây chồi trên pH như sau. pH bằng 6,21, Mg cộng 15,66, Me cộng 18,89, Mi cộng 24,17 là A, cộng 6,38 Fp, cộng 1,28 Cu, cộng 12 là P, cộng 13,96 HP, cộng 0,85 PP. Như vậy, trong nhóm chồi trên, cây nhóm chồi nùn là A chiếm tỷ lệ cao nhất là 24,7%, số loài trong dạng sống pH tương đương 19,57% số loài trong toàn hệ thực vật đã thống kê kiểu dạng sống. Thuộc nhóm này chủ yếu là những loài thuộc các họ đơn lem, họ vang, họ mua, họ thầu dầu, họ đậu, họ cà phê. Tiếp theo là nhóm cây chồi trên nhỏ, chiếm 18,89% pH, tương đương 14,93% số loài trong toàn hệ.
Tiếp theo là nhóm kể trên nhỏ chiếm 18,89% pH. Nhóm cây chủ trên dân thảo chiếm tỷ lệ 13,96%. Tụ loài trong dạng sống pH, nhóm cây leo chiếm tỷ lệ 12% pH. Các nhóm cây có tỷ lệ gần tương đương nhau như nhóm cây trời lớn chiếm tỷ lệ 6,1%. Nhóm cây bì sinh chiếm tỷ lệ 6,38%. Và thấp nhất là nhóm cây mọng nước chiếm tỷ lệ 1,28% pH. Và đây có thể thấy rằng tổng số tỷ lệ phần trăm của cả hai nhóm chồi lùn và chồi trên nhỏ cao từ 8 mét trở xuống là A cộng Y đạt tới hơn 40% pH, thể hiện sự ưu thế của hai nhóm chồi này ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hồng Hóa. Nhóm cây có chồi lớn và chồi nhỡ cao từ 8 mét trở lên có tổng số là 21,87%. Đây là nhóm cây được coi là quan trọng, đại diện cho nguồn tài nguyên về trữ lượng gỗ tỷ lệ này nhỏ hơn so với nhóm cây MI và LA, cho thấy hiện trạng rừng ở nơi đây đã ít nhiều bị tác động. Điều này được minh chứng trong báo cáo tổng kết công tác bảo tồn thiên nhiên năm 2015-2019. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Hàng năm phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tập trung chủ yếu vào các khu vực trọng điểm, khu vực còn giàu tài nguyên, khu vực giáp ranh giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khu vực giáp ranh giữa các xã trong vùng đệm. Số vụ xâm hại rừng vẫn còn xảy ra như khu vực giáp ranh với xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Làm sao vậy? Tiếp theo cùng tìm hiểu 3.2.4, 3.1.4 là đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật. Các taxon cấu thành lên một hệ thực vật cụ thể đều có các yếu tố địa lý đặc trưng riêng cho sự phân bố. Các taxon này có thể là giống nhau hay khác nhau về các yếu tố địa lý thực vật, mức độ khác nhau khi nghiên cứu các yếu tố địa lý hệ thực vật của hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Tác giả căn cứ vào khung phân loại của Nguyễn Nghĩa Thìn 1997-2007.
tiến hành nghiên cứu sự phân bố yếu tố địa lý của 1904 loài thực vật có mạch trong hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Các loài đã được xác định và xếp vào các yếu tố địa lý được tổng hợp lại như bảng 3.10. Về cấu trúc cơ bản, yếu tố nhiệt đới nói chung có tỷ lệ rất cao 87,34%, trong đó nhiệt đới châu Á chiếm tỷ lệ lớn nhất là 63,38%, tiếp đến là các yếu tố đặc hữu với 13,25% của nhiệt đới với 8,10%. Thấp nhất trong hệ thống các yếu tố nhiệt đới là yếu tố liên nhiệt đới là 2,61%, yếu tố ôn đới chiếm 9,37%. Thấp nhất là hai yếu tố toàn thế giới và yếu tố cây trồng chiếm tỷ lệ lần lượt là 0,67% và 1,34%. Sau đây là bảng 3.10, bảng các yếu tố địa lý của các loài hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Tỷ lệ các yếu tố đặc hữu cho thấy tính chất quan trọng của thực vật bản địa ở hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa. Trên cơ sở các số liệu thu thập được trong số 1904 loài ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa, tác giả đã thống kê 198 loài cây.
chiếm 13,25% tổng số loài của hại thực vật chỉ có mặt trên lãnh thổ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Do vậy, ở đây có thể là những loài đặc hữu của Việt Nam. Một số loài như sặc, nghê phi, trao, đằng nhật không gai, sưng đào, giác, đế, xuân liên. Bên cạnh đó, nhiều loài mới phát hiện là loài mới cho thế giới phân bố tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa như lỉ lan, lá mát, la trùm ba, lan ti trụ. Các loài trên thường là các loài có nhiều đặc điểm đặc biệt, sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở và núi đất, nơi tiếp giáp với đất nước Lào hiện đang là điểm đến nghiên cứu của nhà khoa học. Đây là nguồn gen quý của hệ thực vật Việt Nam. Sau đây hình ảnh 3.6 biểu đồ phủ các yếu tố địa lý cơ bản của các loài trong khu hệ thực vật, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Khi xét từng nhóm yếu tố, chúng tôi nhận thấy trong phạm vi yếu tố nhiệt đới, châu Á, hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được cấu thành bởi các yếu tố lục địa Đông Nam Á chiếm tỷ lệ 14,93%. Tiếp đến là yếu tố toàn châu Á chiếm 14,32%. Yếu tố Đông Dương Nam Trung Quốc chiếm tỷ lệ 13,92%, yếu tố Đông Nam Á Malaysia chiếm tỷ lệ ít hơn 9,33%, yếu tố Đông Nam Á Himalaya chiếm 5,89%, và yếu tố đặc hữu Đông Dương chiếm tỷ lệ 5,02%. Như vậy, qua những kết quả về sự phân bố địa lý của các chi và các loài, xét mối quan hệ giữa hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa với một số yếu tố khác như Himalaya, Ấn Độ, Nam Trung Hoa và Malaysia, chúng tôi nhận thấy rằng các loài trong khu hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có mối quan hệ chặt chẽ nhất với yếu tố lục địa Đông Nam Á là 14,93%. Nhiều loài đặc hữu Đông Dương cũng có mặt tại đây, có thể là do khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa thuộc biên giới với nước bạn Lào, thuộc trung tâm đa dạng của Đông Dương, nên nhiều taxon phân bố ở đây cũng
có ở những nước xung quanh như Lào, Campuchia, Thái Lan. Tiếp đến là về yếu tố toàn châu Á với 14,32%, yếu tố Himalaya 5,89%, thấp nhất là với Đông Dương 15,02%. Tiếp theo, cùng tìm hiểu đến phần 3.1.5 đa dạng về giá trị sử dụng của thực vật. Trên cơ sở các số liệu thu thập được, trong số 1.944 loài ghi nhận của toàn hệ thực vật, chúng tôi đã thống kê 1.505 toàn loài cây có giá trị sử dụng, chiếm 70,82% số loài của hệ thực vật. Có những loài chỉ có một giá trị sử dụng, nhưng cũng có loài có nhiều giá trị sử dụng, như vừa cho gỗ và vừa làm thuốc, hoặc cho gỗ, cho ăn quả và làm thuốc. Vì vậy, tổng số lượt sử dụng lên tới 1.797 lượt. Tổng số loài nhiều hơn do một loài hay có hai nhiều giá trị sử dụng. Theo thống kê, ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, số loài cây được dùng làm thuốc là 746, chiếm 4,93% tổng số loài hẹ. Đây là nhóm cây có ích chiếm nhiều loài nhất của khu bảo tồn thiên nhiên. Còn các giá trị khác chiếm tỷ lệ thấp hơn như các giá trị chiếm thì khác thấp hơn như các loài cho sản phẩm
ăn được có 303 loài, chiếm tới 20,28%, bao gồm cho rau ăn, ăn quả, ăn hạt, làm gia vị, ăn củ, kể cả các loài cây cho nước uống như trà, những cây cho gỗ, kể cả cây cho chất liệu sử dụng trong xây dựng, 236 loài, chiếm 15,80%, những cây làm cảnh, kể cả cây làm bóng mát, 150 loài, chiếm 10,4%, nhóm cây làm dây buộc hay dùng để lan nát. Cho sợi có thể lấy cả thân, vỏ, thân, lá là 64 loài, chiếm 4,28%. Nhóm cây cho thuốc nhuộm, cho tatin, 458 loài, chiếm 3,88%. Hai nhóm cây cho tinh dầu, 55 loài, chiếm 3,68%. Nhóm cây cho dầu là 32 loài, chiếm 2,14%. Bên cạnh đó phải kể đến một số lượng đáng kể các cây cho các công dụng khác như làm sơn, làm nguyên liệu làm giấy, diêm, làm giá. Thể trồng phong lan, trồng mộc nhĩ, tác dụng cải tạo đất, làm thuốc trừ sâu bọ, ruốc cá, thức ăn gia súc với 130 loài, chiếm 8,7%. Tổng số loài của hệ thực vật. Sử dụng hệ thống phân loại các nhóm cây có ích theo nguyên ghép hình 2007, quá trình sửa theo tài liệu tài nguyên thực vật Đông Nam Á, các loài có giá trị sử dụng được đưa vào các nhóm và thống kê thể hiện ở bảng 2.1. Tiếp theo sau đây là bảng 3.11. Thống kê các tỉnh, thống kê các giá trị sử dụng của hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa.
ghi chú là tổng số lượng sử dụng cao hơn tổng số lần nghiên cứu của cả hệ thực vật bởi nhiều loài có giá trị sử dụng. Dưới đây là hình 3.7, biểu đồ tỷ lệ phần trăm theo số loài các nhóm công dụng chính của khu hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Với hình 3.7, chúng ta có thấy mức độ đa dạng về tài nguyên của hệ thực vật nơi đây là khá cao. Trong đó có nhóm cây làm thuốc có số loài cao nhất với 746 loài. Các loài này thuộc nhiều họ, chủ yếu như họ thầu dầu, 339 loài, hoa cúc với 33 loài, họ cà phê 23 loài, họ bạc hà 21 loài, họ cam 17 loài. Một số loài làm thuốc nổi tiếng như tắc kè đá bon, hoàng tinh trắng, các loài thuộc chi bình vôi, các loài thuộc chi mã tiền. Thuộc nhóm cây làm thuốc có tới 25 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, một số loài hiện đang bị khai thác trái phép và thương mại như các loài kim tuyến, bảy lá một hoa. Bên cạnh đó, một số loài có số lượng quần thể và cá thể nhiều như hoàng đằng mọc tự nhiên khá phổ biến ở nhiều khu vực của khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Đây là loài cây khai thác thân để làm thuốc, có tác dụng trị bệnh ngoài da, đi ngoài dạ dày hay loài lá bệnh. Loài thuốc quý được phát hiện mọc tự nhiên ở hầu hết các diện tích đất rừng nơi đây, quần thể còn sinh trưởng khá tốt. Chủ yếu ở khu vực xã Hướng Linh, Hướng Sơn với khả năng tăng tiết hormone giới tính nam giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và nhiều tác dụng đáng quý khác. Loài cây này là vị thuốc chính trong sản phẩm khang dược đang được thương mại trên thị trường. Ngoài ra, một số loài cây có thế mạnh như lá khôi, ba kích, dâu hùm hoa tía, chắc dây, bàm bàm, các loài bình vôi, hy thiêm, các loài sa nhân, đỏ đất cũng có mặt tại khu bảo tồn thiên nhiên này. Đây là nguồn cây thuốc không những cần được bảo vệ mà còn được nhân giống và phát triển.
Đặc biệt từ năm 2015, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa tiến hành xây dựng mô hình trồng sa nhân tím về tán rừng để tăng cường nguồn tài nguyên cây thuốc cũng như thí điểm mô hình xóa đói giảm nghèo cho bà con sống xung quanh khu bảo tồn. Giống sa nhân tím được nhập từ miền Nam, bước đầu cho thấy sa nhân tím sống khá tốt, giải tán rừng tại khu vực Sa Mù, xã Hướng Phùng. Gần đây, năm 2019, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp chi phí cho phép trồng thử nghiệm sâm ngọc linh tại khu vực đỉnh Sa Mù, ở tại cao 1.100-1.500 m. Nguồn giống được di thực từ Quảng Nam, khu vực trồng khá tương đồng với vùng núi Ngọc Linh, với hy vọng đây sẽ là loài cây mang lại kinh tế cho người dân bản địa. Tuy nhiên đến nay, chưa có chương trình đánh giá hiệu quả của các mô hình này. Thuộc nhóm cây ăn được như cho rau, ăn quả, ăn hạt, ăn củ, làm gia vị, nước uống với 303 loài, chiếm 20,28% tổng số loài của toàn hệ thực vật. Thuộc nhóm này có nhiều loài có giá trị như măng của các loài che lứa, rau dớn, rau đắng, lạc tiên, rau bò khai, rau càng cua, cứt quạ, một số loài thu hải đường, chuông ngút, các loài chua me đất. Trong đó, măng của các loài che nứa thường bị khai thác nhiều nhất, thường là phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của người dân. Bên cạnh đó, cần thương mại hóa sản phẩm của các loài này dưới nhiều hình thức như bán tươi hay ngâm chua. Ngoài ra, còn có một số loài cũng đang bị khai thác nhiều như rau dớn, rau đắng. Đến nay, người dân quanh khu vực bảo tồn thiên nhiên chưa chú trọng trồng rau xanh trong vườn nhà. Thông thường, họ chỉ biết khai thác nguồn rau rừng ngoài tự nhiên về sử dụng. Mà chưa quan tâm
đến việc gây trồng phát triển nguồn tài nguyên này. Thuộc nhóm cây gỗ với 1.236 loài, chiếm 15,8% tổng số loài của toàn hệ thực vật. Có một số loài thuộc danh sách các gỗ quý hiếm có giá trị cao như sên mật, đỉnh tùng, hoàng đàn giả, hoàng linh, lim xanh, sồi, trò vẩy, các loài re, các loài gỗ chủ yếu nằm trong họ rẻ. Đặc biệt, nhiều họ có số lượng loài cây gỗ ít như họ ngọc lan với chỉ 6 loài cây gỗ nhưng lại có mặt ở hầu hết các địa hình rừng. Có họ với gần 100% số loài là cây cho gỗ như họ côm với 10/13 loài cho gỗ, họ ngọc lan với 6/7 loài. Đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa có diện tích rừng thuộc xã Hương Sơn là nơi có quần thể hoàng đàn giả tương đối lớn, nhiều cá thể đường kính lên tới 1 đến 1,2 mét. Với địa hình phức tạp, cùng hai đỉnh núi cao là Pà, là Ba Thiên và Voi Mẹp. Nơi đây hầu như không có sự tác động của con người.
Nhóm cây làm cảnh cũng chỉ chiếm tỷ lệ tương đối lớn với 150 loài, chiếm 10,04% tổng số loài của toàn hệ thực vật. Một số loài hiện đang bị khai thác trái phép như các loài thực họ lan, đặc biệt là thuộc chi hoàng thảo như kim điệp, thạch lộc, hộc. Nhiều loài được đưa từ rừng về trồng làm cảnh như lan hài, đơn đỏ, cẩm cu. Hay cây trồng làm bóng mát như phay rừng, vàng anh, nhiều loài chi sung và sau đây là các hình hiện các cây như sau. Nhóm cây cho làm sợi, làm dây buộc hay dùng để đan lát cũng có khá nhiều loài, với 64 loài, chiếm 4,28% tổng số loài của toàn hệ thực vật. Đáng chú ý, khu bảo tồn thiên nhiên có khá nhiều loài thuộc nhóm của song mây. Đây là nguồn cho nguyên liệu đan lát, ngành nghề thủ công mỹ nghệ khá tốt. Đây cũng là đối tượng hiện bị khai thác trái phép ở nhiều nơi trong khu bảo tồn thiên nhiên. Các nhóm còn lại như cây cho nhựa, thuốc nhuộm, đa tin, cho dầu béo đều có tỷ lệ nhỏ. Đáng lưu ý, một số loài cho dầu béo trước kia còn được trồng nhiều như trồng nhân, sả. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn không còn diện tích trồng sả nữa. Bên cạnh đó, diện tích trồng trồng nhân giảm xuống đáng kể. Ngoài ra, nhóm này còn có các loài như màng tang, quế thanh. Hiện nay trên địa bàn người dân đang phát triển bởi lầy đỏ. Các bộ phận của cây như cây, lá, cành, vỏ đều rất được ưa chuộng để làm bột nhang, bút chì, phấu chì, keo, phụ gia.
trồng bày lời đồ không tốn công chăm sóc, cây vào vụ thu hoạch hầu như được thương lái đến mua tại ruộng. Vì vậy, bày lời đồ hiện vẫn được người dân bản địa nơi đây tập trung phát triển. Ngoài ra, tác giả cũng đã thống kê được 2-3 loài cây có chứa độc tố. Các độc tố có thể tập trung ở toàn cây hay ở lá, rễ, hạt như lá ngón. Có lá, rễ và hạt rất độc như xoan, có quả độc như han voi. Lá có lông gây ngứa, các loài thuộc chi mã tiền có hạt độc. Cây thuộc nhóm này có rất nhiều công dụng, chẳng hạn làm thuốc trị run sán như xoan, ruốc cá như chẹo Ấn Độ, và nhiều cây được dùng làm thuốc trừ sâu sinh học. Ưu điểm của các loại thuốc trừ sâu này là không gây hại cho sức khỏe con người và không làm ô nhiễm môi trường. Tiếp theo, cùng tìm hiểu đến phần 3.1.6 đa dạng về các loài nguy cấp quý hiếm. Ngoài việc đánh giá tính đa dạng sinh học nói chung, việc đánh giá các loài có nguy cơ bị đe dọa trong vùng nghiên cứu là hết sức quan trọng nhằm góp phần định hướng cho chính sách ưu tiên trong công tác bảo tồn. Tuy khu bảo tồn thiên nhiên Bạch Hồng Hòa có sức ép về dân số không lớn, nhưng những hậu quả trực tiếp và gián tiếp đến hệ thực vật do nạn phá rừng là vẫn có, đó là nạn phá rừng, khai thác gỗ. Khai thác dược liệu trái phép hoặc làm củi, hậu quả của nó là diện tích rừng ít nhiều bị suy giảm đi kèm với các nguy cơ sinh thái. Cuối cùng làm cho số loài có nguy cơ bị tập trung ngày càng tăng.
Tác giả đã thống kê được hệ thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa có tất cả 171 loài thực vật. Có mạch thuộc diện cần phải bảo tồn theo chương trình đánh giá của sách đỏ Việt Nam 2007, Nghị định số 6/2019 của Chính phủ, chiếm 11,41% tổng số loài có toàn hệ. Về phân bố, các loài quý hiếm được phân bố rải rác trên các tuyến điều tra thuộc khu bảo tồn. Kết quả cụ thể ở bảng 3.12. Sau đây là bảng 3.12. Các loài nguy cấp, quý hiếm và tình trạng bảo tồn, các tiêu chí. Ghi chú là tổng các loài thực vật quý hiếm nhỏ hơn tổng số các loài theo tiêu chí cộng lại do có nhiều loài thuộc cả 2 đến 3 tiêu chí. Sách đỏ Việt Nam năm 2007 rất nguy cấp. N là nguy cấp, VU là sẽ nguy cấp, R ít quan tâm, DD là thiếu dữ liệu. Các loài quý hiếm theo sách đỏ Việt Nam 2007. Theo sách đỏ Việt Nam có 39 loài cây ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa được đề cập tới, chiếm 2,61% tổng số loài có hệ thực vật và 9,09% tổng số loài thực vật bậc cao có mạch